Anh đi vô nhé. Anh về đi. Trước khi chị ra về thì em muốn nói với chị. Không. Chị sẽ không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Tại vì những điều chị nói thì chị đã nói rồi, làm đã làm rồi. Và không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Khi mà anh từ chối á, thì anh đừng quay lại. Chị là một người đó, khi thích điều gì thì sẽ cố gắng làm nó một lần. Thật ra thì ngày hôm nay đến đây thì chị đã cũng biết được kết quả rồi. Và tấm bản đằng sau kia chị cũng sẽ không muốn coi nữa đâu. Và bây giờ thì chị muốn chúc em là thật nhiều sức khỏe và thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Trước khi chị ra về thì em muốn nói với chị. Không. Chị sẽ không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Tại vì những điều chị nói thì chị đã nói rồi, làm đã làm rồi. Và không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Và xin chào mọi người. Đến đây thì chị đã cũng biết được kết quả rồi. Và tấm bản đằng sau kia chị cũng sẽ không muốn coi nữa đâu. Em biết là em không phải là gu của anh. Có thể là lúc mà em bước ra sân khấu cho tới lúc mà chúng ta hẹn hò với nhau, anh có một chút cảm xúc nào đó với em thì quay lại và nhận bó hoa của em. Còn nếu thật sự anh cảm thấy là hai đứa mình chưa đủ hợp, chưa đủ nhiều điểm chung với anh giống như anh đã nói, thì em sẽ giữ lại cái bó hoa này. Cũng giống như là cái tình cảm của em chưa được chấp nhận. Nhưng mà em có một yêu cầu nhỏ là khi mà anh từ chối á, thì anh đừng quay lại. Đừng nhìn em giống như thương. Tại vì em không muốn thấy anh thấy cái sự yếu đuối của em trong lúc này. Tại vì em luôn muốn là trong mắt của anh thì em luôn là một cô gái mạnh mẽ, vui tươi, năng động. Cũng như là trong một các cuộc hẹn hò hôm nay của chúng ta luôn vui. Em sẽ đếm từ 1 tới 10. Nếu mà anh không quay lại thì em sẽ ra về. Vậy bây giờ em đếm nha.
1. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tìm được một người con gái phù hợp với anh. Anh đi vô nhé. Anh về đi. Anh nhắm mắt lại đi. Duyên ha? Không, cái này là em tự tạo ra cái mối duyên này đấy. Thật ra ngày hôm nay em tới đây, thật sự là em rất là thích anh.